Xin chào tất cả các bạn, tôi là Tạ Thị Thinh và tôi sẽ quay trở lại với các bạn trong các phần chi tiết tiếp theo của từng chương. Chúng ta nhớ rằng là ICQB Foundation Level thì chúng ta có 6 chương và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với chương thứ nhất, chương về Fundamental of Testing là các cái khái niệm cơ bản của test. Các cái khái niệm cơ bản của test thì chúng ta có những cái khái niệm như là phần thứ nhất là tìm hiểu về testing là gì, tại sao phải test, test và quality assurance, phân biệt giữa hai khái niệm này với nhau, rồi 7 nguyên lý của hoạt động test, quy trình test cơ bản và những cái khía cạnh tâm lý của phần test, khía cạnh tâm lý của test cũng như là các kỹ năng mềm của test. Thì đấy là toàn bộ những cái nội dung của chương 1 mà chúng ta cần lưu ý. Sau đây thì chúng ta vào luôn phần thứ nhất là test là gì. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng là test là tất cả các hoạt động từ khi trước khi chạy test cho đến khi sau khi chạy test. Nó gồm có cả hoạt động lên kế hoạch test, ước lượng cho test, theo dõi và kiểm soát các hoạt động test, chuẩn bị test case, phân tích tài liệu và chuẩn bị test case, chuẩn bị test data, môi trường, chạy test, lốc kết quả test, lập báo cáo test, đóng hoạt động test. Từ đầu cho đến cuối, nhìn chung là một tester thì sẽ tham gia vào toàn bộ các hoạt động người ta gọi là test activity. Test gồm có cả dynamic test và static testing. Thì tất cả những cái loại test đó đều có một cái objective chung, tức là một cái mục tiêu chung của hoạt động test, gồm những cái mục tiêu sau. Thứ nhất là để chúng ta đánh giá các cái sản phẩm mà chúng ta đang thực hiện kiểm tra đó, người ta gọi là work product. Đánh giá để xem rằng những cái sản phẩm đấy nó có đúng với cả requirement, với user story, với design, với code hay không, tức là có đúng với cả các yêu cầu đã được đưa ra hay không. Thứ hai là chúng ta kiểm tra xem là tất cả các requirement nó đã được fulfill chưa, tức là nó đã thỏa mãn đầy đủ chưa. Chúng ta sẽ validate nó, tức là chúng ta kiểm tra xem các cái đối tượng test nó đã hoàn thiện và đã được làm đúng với cả cái mong muốn thực sự của người dùng cuối cùng hoặc của một đối tượng nào đó chưa, đúng với cả mong muốn các bạn nhé. Lúc trước là chúng ta có thể kiểm, phía trên là chúng ta kiểm tra nó so với tài liệu. Tiếp theo nữa là validation, nghĩa là chúng ta sẽ kiểm tra nó có thỏa mãn, có hoàn thành đúng với cả mong muốn của người sử dụng hay không. Tiếp nữa là chúng ta sẽ build cái confidence ở tất cả cái mức độ về chất lượng của test, tức là chúng ta sẽ xây dựng cái sự tự tin về cái sản phẩm test này, ngăn ngừa lỗi, tìm ra các failure, tức là các cái hỏng hóc và các defect, rồi chúng ta cung cấp các cái thông tin cho các bên liên quan để giúp họ đưa ra quyết định và giảm đi các cái rủi ro về các cái chất lượng của phần mềm khi mà nó chưa đầy đủ hoặc chưa hoàn thiện. Và cuối cùng là chúng ta kiểm tra nó xem với hợp đồng, với các cái tiêu chí của luật pháp, pháp luật và các yêu cầu cũng như là các cái chuẩn. Đó là toàn bộ mục tiêu của test. Trong cái phần này thì chúng ta cần phải phân biệt với nhau về verification và validation. Với verification thì các bạn hiểu rằng đây là một hoạt động test, một hoạt động kiểm thử, nhưng là chúng ta kiểm tra xem cái sản phẩm phần mềm của chúng ta đã thỏa mãn với những phát biểu ban đầu hay chưa. Và những phát biểu đó thường được ghi ra ở dưới dạng tài liệu như là requirement, design, user story, hoặc là những cái mô tả ở dạng mà tài liệu bản thô sơ cũng được. Thì nó là những cái phát biểu ban đầu để chúng ta kiểm tra. Và đây là hoạt động mà tester và lập trình viên hay làm ở trong dự án, người ta gọi là hoạt động verification. Thế còn hoạt động validation thì thường phải là những cái người đại diện cho khách hàng, hoặc là những người BA, những product owner, những người đưa ra yêu cầu về sản phẩm. Và bây giờ thì họ kiểm tra xem sản phẩm có đúng với cái nhu cầu của người dùng cuối cùng hay không. Cái đúng nhu cầu của người dùng thì không có nghĩa là cứ đúng tài liệu là sẽ đúng nhu cầu các bạn nhé. Đúng tài liệu chỉ là những tài liệu phát biểu ban đầu thôi. Còn khi mà khách hàng sử dụng sản phẩm mà họ vẫn cảm thấy nó không phù hợp và cần thay đổi thì chúng ta cũng phải thay đổi theo để làm sao nó đúng với cả mong muốn của họ nhất trong cái thực tế sử dụng của người sử dụng cuối cùng. Đấy gọi là validation. Và hoạt động validation thì thường phải là đại diện của khách hàng thực hiện và họ không cần phải có bất cứ tài liệu gì, thường là dựa vào kiến thức, kinh nghiệm của họ với những nghiệp vụ cũ, hệ thống cũ để mà họ có thể kiểm tra lại, hoặc là dựa vào mong muốn của họ trong tương lai để kiểm tra.
Còn cái hoạt động ngăn ngừa lỗi thì phải nói rằng ở tài liệu Syllabus 2012 thì có nói chi tiết và kỹ càng hơn trong việc ngăn ngừa lỗi. Đó là những cái hoạt động test từ sớm, như là chúng ta thực hiện review document sớm hoặc là thiết kế test case từ sớm thì sẽ giúp cho chúng ta ngăn ngừa lỗi không xảy ra trong code. Khi mà các bạn tìm ra lỗi ở trong requirement, các bạn đặt câu hỏi và khách hàng sửa lại các yêu cầu đó thì lập trình viên sẽ không bị mắc lỗi sai về requirement khi mà họ triển khai trong code, thì người ta gọi là các hoạt động test sớm. Còn lại thì vấn đề là các test có rất nhiều mục đích khác nhau để thực hiện. Thế thì chúng ta cũng phải phân biệt với nhau về phân biệt với nhau về các cái quan điểm khác nhau, viewpoint khác nhau trong những cái giai đoạn khác nhau một cách phù hợp. Ví dụ như trong giai đoạn component test thì mục tiêu của test là để tìm ra được càng nhiều lỗi càng tốt ở trong các cái component, trong các cái class để mà tìm và xác định và sửa lỗi càng sớm càng tốt. Và tiếp theo nữa, mục tiêu thứ hai nữa là tăng cái độ bao phủ của component test lên. Thế còn trong acceptance test thì mục tiêu của nó là để confirm xem là cái hệ thống đó nó có làm việc đúng với cả yêu cầu của khách hàng hay không, đúng với nhu cầu và mong muốn của người sử dụng hay không, và để mà người ta xây dựng cái sự tự tin cho việc là đưa sản phẩm đấy vào sử dụng trong thực tế, chứ không phải mục tiêu của khách hàng là để tìm lỗi. Khách hàng không có mục tiêu tìm lỗi. Một số những cái giai đoạn khác mà các bạn có thể hiểu được, nó có những mục tiêu khác, ví dụ như là giai đoạn phát triển thì mục tiêu là tìm được càng nhiều lỗi càng tốt. Nhưng mà giai đoạn maintenance test thì mục tiêu nó lại khác. Maintenance test thì thường là những cái phần chúng ta thay đổi trên những cái hệ thống đã phát triển, đã tồn tại và đã sử dụng rồi. Bây giờ chúng ta đang sửa đi một chút tính năng thì cái phần thay đổi nó rất là ít, nhưng cái phần không thay đổi gì chúng ta cũng vẫn phải test để đảm bảo rằng là không có lỗi mới xuất hiện do cái thay đổi đấy gây ra, và những tính năng cũ thì khách hàng vẫn sẽ sử dụng bình thường. Thì đấy là mục tiêu của maintenance test. Dù chúng ta còn có những mục tiêu của các cái giai đoạn khác nữa thì chúng ta cần nhớ rằng mỗi một cái giai đoạn, mỗi một hoàn cảnh thì chúng ta lại có một mục tiêu phù hợp hơn. Testing và debugging là khác nhau. Test là hoạt động để kiểm tra phần mềm, tìm lỗi trong phần mềm, còn debug là hoạt động của phát triển của lập trình viên, những người mà sẽ sử dụng tool để tìm ra vị trí của lỗi, phân tích lỗi và loại trừ các cái lỗi đi. Sau đó thì test lại phải kiểm tra lại để xem rằng lỗi đã được sửa thực sự là đúng hay chưa. Như vậy là test và debugging là hai hoạt động khác nhau. Tại sao phải testing và tại sao lại cần phải test? Câu hỏi này sẽ là gì ạ? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta biết rằng là test rất quan trọng. Rất nhiều những cái sản phẩm phần mềm hiện nay chúng ta đang sử dụng và đang phục vụ cho cuộc sống của mình. Và nếu như lỗi xảy ra thì con người không hề mong muốn. Những lỗi đơn giản nhỏ nhẹ xảy ra như là phần mềm không khởi động được, hoặc có phần mềm tính toán sai, hiển thị sai thông tin. Nhưng có những lỗi rất là nghiêm trọng như là một báo cáo sai hoặc là tính toán sai cũng sẽ gây một cái thiệt hại rất là lớn về tiền bạc, hoặc là những cái phần mềm mà liên quan đến chuyển động hoặc phần mềm về y tế thì thậm chí là nó còn liên quan đến cả tính mạng của con người nữa. Vì thế nên là việc test rất là quan trọng để đảm bảo được chất lượng của phần mềm.
Thứ nhất là chúng ta có rigorous testing, là test một cách nghiêm túc và cẩn trọng về hệ thống và tài liệu, thì sẽ giúp cho chúng ta giảm đi các cái rủi ro về các vấn đề mà sẽ xảy ra trong giai đoạn vận hành, sẽ giúp cho chúng ta giảm được các cái lỗi không mong muốn xảy ra khi mà người dùng sử dụng thực tế phần mềm. Thứ hai nữa là khi mà lỗi được phát hiện ra và được sửa thì nó sẽ đóng góp vào cái chất lượng của phần mềm, và phần mềm sẽ càng ngày có chất lượng càng cao hơn nếu như chúng ta tìm thấy nhiều lỗi và sửa được nhiều lỗi trước khi mà bàn giao sản phẩm. Thứ ba là test sẽ giúp chúng ta kiểm tra được xem là nó có thỏa mãn với các tiêu chí trong hợp đồng, trong các cái legal là những cái yêu cầu về pháp lý, pháp luật của nhà nước và các cái chuẩn của ngành công nghiệp hay không. Như vậy là chúng ta thấy với ba lý do như thế này thì chúng ta thấy rằng là bắt buộc phần mềm phải có hoạt động test. Và test sẽ đóng góp vào cho thành công của dự án. Test sẽ đóng góp vào sự thành công của dự án, cả dự án phát triển và dự án maintenance. Hãy làm một cái bảng so sánh để chúng ta biết rằng tại sao chúng ta test và từng giai đoạn test thì có ý nghĩa gì, đóng góp gì vào thành công của các cái hoạt động trong dự án. Thứ nhất là với cái phase đầu tiên là phase về requirement development của bên phát triển, tức là bên lập trình họ sẽ phát triển ra các cái tài liệu yêu cầu, tài liệu đặc tả. Thì test sẽ tham gia vào giai đoạn này để review các cái yêu cầu, để xem xét xem cái việc yêu cầu đấy còn thiếu sót gì không, có lỗi, có sai sót gì, hoặc thực sự là có khả thi hay không, có thể test được hay không ở trong cái giai đoạn phân tích yêu cầu. Thì cái hoạt động này sẽ giúp chúng ta giảm được đi rủi ro về những cái tính năng nó không đúng hoặc những tính năng không thể test được mà được phát triển trong tài liệu yêu cầu. Thứ hai là test, nếu như các cái hoạt động test mà làm việc chặt chẽ với những designer, những người đang thiết kế lên hệ thống, xây dựng thiết kế hệ thống á, thì sẽ giúp cho chúng ta tăng cái sự hiểu biết về hệ thống lên, tăng cái hiểu biết về cái sản phẩm, đồng thời cũng sẽ tìm ra lỗi trong design, đúng không ạ? Như vậy là cũng sẽ contribute vào việc giảm rủi ro của những cái lỗi về design, lỗi về thiết kế, và giúp cho test có thể xác định được sớm cái hoạt động test sớm, tức là cái understand, cái hiểu biết của tester sẽ được tăng lên rất là nhiều khi chúng ta làm việc chặt chẽ với designer. Thứ ba là test mà làm việc lập chặt chẽ với cả lập trình viên ấy, trong quá trình mà họ code á, thì sẽ giúp tăng cái sự hiểu biết và tăng cái cách test lên. Thường rất nhiều dự án hay áp dụng cái việc mà tester và lập trình viên trao đổi với nhau trước khi mà thực hiện code một phần nào đó, thì để giúp cho chúng ta, người ta gọi là align, tức là đồng nhất cái sự hiểu biết của cả tester và của lập trình viên về một cái yêu cầu cụ thể của một tính năng nào đó, thì cái sự thỏa thuận, sự thống nhất với nhau giữa tester và lập trình viên sẽ giúp cho lập trình viên không code sai, và tester cũng sẽ hiểu hơn về cái giải pháp code, cũng như là có thể kiểm tra được luôn là cái giải pháp đó nó có thỏa mãn với yêu cầu của khách hàng hay không. Như vậy là nó giảm đi các cái lỗi mà sẽ xảy ra trong lỗi mà ở bên trong code đó, và giúp cho test tốt hơn. Thứ ba là test thì thực hiện các hoạt động verification và validation trước khi mà bàn giao sản phẩm, để mà những cái hoạt động kiểm tra như thế này sẽ tìm ra các failure là các cái lỗi, thì sẽ giúp chúng ta tăng được cái xác suất của việc là phần mềm thỏa mãn đúng yêu cầu của khách hàng, thỏa mãn được cái nhu cầu của các bên liên quan. Thì đó là cái ý nghĩa của việc test đóng góp vào cái sự thành công của các dự án. Phần tiếp theo là chúng ta tìm hiểu giữa sự khác biệt giữa quality assurance và testing là gì. Ở phần tài liệu 2011 thì chúng ta cũng đã tìm hiểu cái phần này rồi. Đây không phải là một phần mới. Chúng ta cần phân biệt giữa hai cái phần công việc là quality assurance và testing. Test trong phần mềm thì người ta còn có thể gọi là hoạt động QC, tức là hoạt động quality control. Hoạt động quality control mà chúng ta gọi là testing á, thì đây là một cái hoạt động mà giúp chúng ta kiểm tra được cái sản phẩm phần mềm nó thỏa mãn với các cái tiêu chí về chất lượng, trong đó có thỏa mãn về các tài liệu yêu cầu design,
ở các cái đầu vào mà khách hàng đưa ra, đấy là hoạt động test, hoặc là có thể thỏa mãn đúng với nhu cầu khách hàng thì người ta gọi là hoạt động quality control. Mà trực tiếp trong đó là các hoạt động test gồm có hoạt động static test và dynamic test á. Thế thì bao phủ bên ngoài sẽ là hoạt động quality assurance, là cái hoạt động mà đảm bảo chất lượng phần mềm và mang đến cái sự tự tin là cái yêu cầu, các yêu cầu về chất lượng đã được thỏa mãn. Và quality management thì bao gồm cả hai hoạt động này, gồm cả hoạt động quality control và hoạt động quality assurance, để mà coordinate với khách hàng, rồi tập trung vào việc quản lý các yêu cầu từ khách hàng và liên tục cải tiến, thì người ta gọi là hoạt động quality management. Và đây là cái kỹ năng rất là cần thiết đối với những người làm leader hoặc là manager. Thì chúng ta nhìn thấy tiếp theo để mà để so sánh một cách rõ nét hơn về quality assurance và testing thì chúng ta nhìn hình như thế này. Hoạt động testing, mục tiêu chính của hoạt động testing đấy là tìm lỗi, finding defect, và phát hiện ra lỗi trước khi mà người dùng sử dụng nó hoặc trước khi người dùng tìm ra nó. Đấy là mục tiêu của hoạt động test. Test có thể thực hiện các hoạt động là static test và dynamic test, và test được coi là các hoạt động reactive, phản ứng lại. Khi có sản phẩm thì bắt đầu review, và khi có cái product thì chúng ta bắt đầu test thì được gọi là phản ứng. Nhưng còn hoạt động quality assurance thì hiểu một cách nôm na, đây là hoạt động mà có mục đích là ngăn ngừa lỗi xảy ra. Ngăn ngừa lỗi xảy ra bằng các hoạt động làm từ sớm, ví dụ như là cải tiến quy trình, áp dụng quy trình vào việc phát triển phần mềm, áp dụng các hoạt động training, đào tạo, đo đạc, metric đó, đo đạc, theo dõi các cái chỉ số của dự án và tiến hành cải tiến quy trình liên tục. Thì đấy là có hoạt động mà quality assurance đang làm, và với mục tiêu là để ngăn ngừa lỗi không xảy ra, ngăn ngừa cái việc làm sai từ cả vị trí lập trình viên lẫn việc testing làm sai, để mà giúp đảm bảo được chất lượng đến tay người dùng. Thì đấy được gọi là cái hoạt động quality assurance. Phải nói rằng quality assurance và test là hai hoạt động không giống nhau. Đó. Và quality management thì bao gồm cả hoạt động quality control và quality assurance. Quality assurance thì thường sẽ tập trung vào việc đề xuất ra các quy trình để mà có thể kiểm soát được dự án, để mà đảm bảo sự tự tin về chất lượng của phần mềm. Quality assurance tập trung vào việc ngăn ngừa lỗi. Còn quality control thì tập trung vào các hoạt động để tìm ra lỗi. Và test sẽ là một phần của hoạt động của một cái phần rất quan trọng của quy trình phát triển phần mềm. Do đó test là một phần của quality assurance thực hiện. Đó là cái mối quan hệ giữa quality assurance và testing. Và test sẽ là một phần rất là quan trọng gắn chặt với cả quality assurance. Phần nữa là chúng ta cần phải phân biệt giữa các khái niệm như là error, defect và failure. Error là gì? Thì đây là một cái hành động sai của con người khi thực hiện viết tài liệu hoặc là viết code. Thì con người thường có những cái hành động nhầm nhọt, sai sót, dẫn tới nó sẽ sai ở trong phần mềm. Thì tiếp theo nữa là những cái biểu hiện sai sót của con người khi mà viết ra tài liệu hoặc viết ra code á, bị sai á, thì người ta gọi nó là defect, fault hoặc là bug. Đây là biểu hiện của lỗi sai ở trong tài liệu hoặc trong số code. Nhưng nếu như mà nó không được loại trừ sớm trước và nó được xây dựng vào trong sản phẩm, thì khi chúng ta chạy sản phẩm phần mềm thì chúng ta sẽ thấy rằng là có sự khác biệt giữa kết quả thực tế với cả expected, tức là kết quả mong đợi ấy, thì chúng ta gọi nó là failure. Như vậy là khi mà chúng ta chạy phần mềm mà xảy ra những cái sự sai khác thì chúng ta gọi nó là failure. Và đây là ba cái khái niệm độc lập và khác nhau, phân biệt với nhau theo giai đoạn để chỉ về của một cái vấn đề là lỗi. Error thì thường hay xảy ra và thường được gọi là nguyên nhân gốc rễ. Error thì thường hay xảy ra và thường được gọi là nguyên nhân gốc rễ để xảy ra lỗi, gây ra lỗi trong phần mềm. Và thường những cái việc làm sai sót của con người là do
con người bị áp lực về mặt thời gian, không đầy đủ kinh nghiệm và kỹ năng làm việc, trao đổi với nhau bị thiếu sót, bị sai sót, dẫn tới cái sự hiểu sai, hiểu nhầm về requirement và design, rồi là cấu trúc của code quá phức tạp, quá những cái phần khó mà chúng ta không hiểu biết hết, hiểu sai các cái yêu cầu của khách hàng và những cái kỹ thuật chúng ta không quen thuộc, cũng như là có thể là failure cũng có thể là gây ra bởi môi trường chứ không nhất thiết chỉ là con người. Thì đấy là cái phần mà những nguyên nhân có thể xảy ra đối với failure. Phải tất cả những cái kết quả mà chúng ta gọi là unexpected, tức là kết quả test không đúng thì đều là failure. Trong đó chúng ta sẽ chia ra làm hai loại lỗi. Một là loại lỗi fail positive là những cái mà có thể xảy ra, những cái việc mà chúng ta test sai, nhầm nhọt và sai sót của tester trong khi mà chúng ta xét sai môi trường, sai data đầu vào, sai các cái test que hoặc là hiểu sai requirement. Thì đây là những cái kết quả test sai, mình mới gọi là false positive. Còn false negative thì chúng ta gọi nó là kết quả test đúng. Là những kết quả test đúng mà đã gây ra lỗi. False positive khi mà chúng ta lốc nó thành defect ấy, thì thường nó sẽ không được sửa mà thường sẽ được bị cancel đi vì đây không phải là lỗi. Vậy thì phân biệt giữa defect, error, defect, fault, mốc và failure để làm gì? Là để giúp cho chúng ta xác định được các cái nguyên nhân gốc rễ của lỗi. Và khi phát hiện được các nguyên nhân gốc rễ sớm thì sẽ có những cái hành động sớm để xử lý và sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa được các lỗi không xảy ra ở giai đoạn về sau. Thì đấy là mục tiêu của việc phân tích nguyên nhân gốc rễ. Và xác định nguyên nhân gốc rễ là giúp giảm đi xác suất xảy ra của những cái vấn đề tương tự trong tương lai và giúp chúng ta dẫn đến những cái cải tiến về quy trình để ngăn ngừa một số lượng lớn các lỗi trong tương lai có thể bị xuất hiện, bị giới thiệu ra. Thì đấy là ý nghĩa của cái phần root cause, là tìm hiểu về phân tích nguyên nhân gốc rễ. Và sau đây thì tôi sẽ kết thúc cái phần 1 của chương 1 về các khái niệm cơ bản về test để giúp các bạn hiểu được và luyện được ISCQB. Xin mời các bạn xem tiếp các cái video tiếp theo mà Thinh sẽ giới thiệu liên tục với các bạn để chúng ta có thể chuẩn bị tốt cho kỳ thi này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.